Trong khi VBA 2020 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, những cơn mưa không ngớt vẫn liên tục đổ xuống ở khu vực miền Trung, gây lũ lụt cục bộ. Các tỉnh thuộc khu vực miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình đang chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế. Nhiều địa phương bị chia cắt hoàn toàn với những nơi lân cận. Bà con cư dân liên tục kêu cứu và xin được hỗ trợ. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến tối ngày 18 tháng 10 đã có 84 người thiệt mạng và 38 người mất tích do mưa lũ ở miền Trung. Hiện nay, nước lũ đã dâng lên rất cao và với tình hình mưa dông còn kéo dài, những ngày tốt đẹp vẫn chưa thể xuất hiện. Chứng kiến hình ảnh đau lòng này, Ngô Tấn Trung, hậu vệ kỳ cựu của Hồ Chí Minh City Wings đã quyết định sử dụng nền tảng cá nhân của mình để kêu gọi hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt. Chính hậu vệ này đã tự nguyện trích ra một phần tháng lương thi đấu của mình để ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn. Bên cạnh đó, anh cũng kêu gọi ban điều hành VBA cũng như các đồng nghiệp là cầu thủ cùng chung tay giúp đỡ. Trong dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân, Tuấn Trung viết rằng: "Mong tất cả anh em bạn bè bóng rổ hãy cùng hướng về miền Trung. Mong có một ai đó ở ban điều hành hay các cầu thủ, vận động viên đang chơi VBA đứng ra thành lập một quỹ từ thiện để cứu trợ cho dân miền Trung nước ta. Mình trước tiên xin trích ra từ lương tháng này của em để ủng hộ và hỗ trợ cho dân miền Trung ạ. Cứu ích lòng nhiều và mong rằng chúng ta hãy có những hành động thiết thực hơn nữa. Kính mong VBA đọc được bài viết của em. Đọc những bài báo mà thấy thương và có những mất mát đau đến xé lòng." Hậu vệ của City Wings chia sẻ. Không lâu sau khi đăng tải trên trang cá nhân, ý tưởng của Tấn Trung đã được rất nhiều người ủng hộ. Đồng nghiệp là cầu thủ, thành viên ban huấn luyện hay ông chủ đội bóng cũng rất sẵn sàng hưởng ứng. Trong những ngày qua, ở trước mỗi trận đấu, VBA luôn có một phút mặc niệm để chia sẻ nỗi đau, mất mát cũng như tiếc thương những chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Mọi thứ có thể sẽ tồi tệ hơn khi theo thông tin từ bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. Mô hình dự báo của Mỹ cho thấy cơn bão có khả năng vào Biển Đông trong vài ngày tới, hướng vào các tỉnh miền Trung từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10. Cộng đồng cầu thủ cũng như người hâm mộ chắc chắn cũng mong muốn điều mà Ngô Tấn Trung nhắc đến, đó là toàn bộ đại gia đình VBA hãy cùng nhau góp sức để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt.